màu hy vọng đã quay trở lại, hòa mình vào âm nhạc, chia sẻ cùng những nghệ sĩ đang chung tay vì cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực. Và đặc biệt, mua sắm thả ga, không lo về giá cùng Shopee 9 tháng 9, ngày siêu mua sắm. Đón xem sắc màu hy vọng lúc 20h30 ngày 8 tháng 9 2021 trên VTV9, VTV8, HTV2, Đài truyền hình Cần Thơ, Đài truyền hình Hậu Giang, Today TV và app Shopee.